Đừng có đi với tôi mà ngại nha. Sắp tới có lẽ tôi sẽ gặp cậu thường xuyên hơn. Vì tôi muốn biết được học hành giờ giấc của thằng Kiệt nó ra làm sao. Nhưng cũng đừng vì mối quan hệ với thằng Kiệt mà lúc nào cũng gì gì con nghe thấy ớn quá à. Tôi còn trẻ chứ có già lắm đâu. Dạ, dì còn trẻ, nhưng mà dì cũng ngang bằng với mẹ của con. Trời đất, đừng có đem ngôi thứ trong gia đình ra đây. Đây là mối quan hệ ngoài xã hội mà. Với hơn nữa, tôi có ngồi với mẹ cậu đâu mà so sánh. Tôi muốn tạo mối quan hệ với cậu để tôi muốn biết được bạn bè của thằng Kiệt ra làm sao. Bây giờ ngoài xã hội nhiều cạm bẫy lắm. Tôi sợ nó xa chân lại hư hỏng, cho nên mới kiểm soát chặt chẽ như vậy. Dạ, con hiểu rồi. Thịnh ơi. Dạ. Con có điện thoại nè. Alo, Thịnh nghe nè. Ai vậy? Dạ. Dạ không. Bữa nay cháu đâu có gặp Kiệt đâu. Thì Thịnh không có gặp nó. Sao? Bây giờ luôn hả? Sao gấp chứ gì? Nhưng mà xe đang dở chứng rồi, không có đi được. Dì qua đón hả? Mi qua đón đúng không? Vậy cũng được. Có chuyện gì vậy con? Dạ, mẹ của thằng Kiệt muốn gặp con để hỏi thăm tình hình của nó. Trời đất, nói chuyện với mẹ của bạn mà xưng hô trống không vậy đó. Nè, đừng có để cho người ta nói là nhà vô giáo dục nghe chưa? Con biết rồi, hồi nãy con bắt điện thoại lên á thì con chỉ nghĩ là nói chứ con lỡ lời thôi, chứ con biết mà má. Ừ. Hồi nãy có con đứa nó tới xin ghi tên học tháng này, má hẹn nó chút xíu lại gặp con đó. Vậy thôi thì má cứ ghi tên nó vô danh sách lớp đi. Con nhà nhiều cũng mệt lắm. Để con ra con gặp mẹ con Kiệt nha mày. Đi nhớ về sớm cho kịp giờ dạy nghe chưa? Dạ. Alo, chắc mất sóng rồi, điện thoại cũng quắp rồi. Lấy cho tôi cái này đi em. Dạ, mời chị vô trong. Mời máy cho chị.
tháo sim lắp vô đi. Để mai mốt tôi có việc gì cần hỏi về thằng Kiệt thì điện thoại Thịnh không bị mất sóng. Nhưng mà... Lắp sim vô đi. Cảm ơn. Ủa, mình đi đâu vậy dì? Dì cái gì mà dì? Tôi không có thích không khí ồn ào ở mấy cái quán trong thành phố. Cho nên tôi muốn đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái một chút. Bộ Thịnh không thích sao? Dạ không phải. Mà nếu như My mà muốn hỏi cái gì Thịnh á thì cũng có thể nói chuyện qua điện thoại được mà. Đâu cần thiết phải đi xa như vậy. Mấy hôm nay tôi bị stress quá nên muốn ra ngoại thành để câu cá cho nó thoải mái đó mà. Cái gì? Bây giờ trời gần chiều tối rồi, câu cá gì nữa? Câu cá ban ngày là chuyện bình thường, câu cá ban đêm mới thú vị chứ. Đó mà là một thú vị đặc biệt nữa. Cá cũng giống như người, có những loài cá nó thích đi ăn đêm. Alo, Thịnh nghe. À, dạ, Thịnh đang ở quán cà phê. Có Kiệt nữa. À, bây giờ liền hả? Dạ, dạ được rồi. Dạ, dạ. Hey, man! Đổi điện thoại luôn hả? Chà, sang dữ. Ồ, coi bộ vậy thêm dạo này khá dữ ha. Rửa con chậu lớn luôn đi anh. Rửa để sau đi. Bây giờ á, tao có chuyện phải đi nha. Gặp tao sau. Ủa? À, có chắc là nhận học trò mới đúng không? Ừ. Mà anh đó nha, dạo này em thấy lo kiếm tiền dữ quá mà bỏ bê anh em, buồn thiệt. Chứ bây giờ á, tao hỏi tao không kiếm tiền á, tao kiếm cái gì? Tao đâu có giàu như tụi bay đâu. Còn tụi bay không lo học hành đi, suốt ngày cứ ăn chơi quậy phá hoài. Ừ. Đi à, bữa khác gặp. Dạ, chào anh. Mới nãy ai điện thoại cho anh Trả mà anh Trả trả lời liên quan với tụi mình vậy? Liên quan có một mình tên của mày á. Thôi, bỏ qua một bên đi, đang hứng nè. À. Đúng là thanh niên nhanh dễ sợ. Chứ chị em phụ nữ thì phải tô son trét phấn, không có nhanh như vậy đâu. Chủ men mà, không những nhanh mà còn mạnh nữa. Đi nha. Ok. Ủa chị, event chỉ mới bắt đầu thôi. Chị mà về sớm như vậy, lỡ các đối tác muốn gặp chị thì sao? Ở đây các cô gái trẻ đẹp thiếu gì, đâu có cần tới tôi. Mà nè. Dạ. Cô ở lại đại diện cho công ty, có ai hỏi gì về tôi á thì chống chế giùm. Dạ. Có chuyện gì báo tôi biết nha không? Dạ em biết rồi. Tính tiền em ơi. Bình thường thôi. Dạy thêm á mà lên ghê. Điệu này chắc chém học sinh như chém chằn quá. Ê, mày nói sai rồi. Chém học sinh rồi nào.
ổng không chém phụ huynh thôi, chém học sinh làm gì? Đúng không? Hồi đó mỗi lần rủ ổng đi chơi á, năn nỉ muốn gãy lưỡi. Còn giờ á, ổng còn sung hơn tụi mình nữa. Mấy chú còn non lắm, phải nên trải nghiệm đời nhiều một tí ha. Ghê không? Ghê không? Thôi, anh hát tiếp đi. Trời ơi. Từng dịp em còn thơ đây, alo, tôi nghe nè. Đang làm cái gì mà tôi gọi hoài không nghe máy vậy? Đang họp với lại mấy người phụ huynh học sinh đó mà. Tôi kêu nghỉ dạy đi rồi mà. Thì cũng phải là dạy hết khóa mới nghỉ được chứ. Vậy đi nha, có lẽ cái gì gọi lại sau. Cái thằng phi công này không biết có đáng tin hay không.